Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào lúc trước khi mặt trời mọc. Khi trời sáng, thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết mình vẫn còn được sống. Có thể thấy dù ở ngoài xã hội, họ là những tên giang hồ cộm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không ghê tay. Nhưng đến khi bị kết án tử hình thì tất cả đều có những diễn biến tâm lý rất khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ vì thói quen ăn chơi lêu lỏng của mình mà hai gã thanh niên đã nhẫn tâm xuống tay cướp đi mạng sống của một gia đình. Với tội ác man dở này, chúng đã phải nhận bản án cao nhất của pháp luật, đó chính là tử hình. Hành trình gây ra tội ác của hai đối tượng như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Những người ngược xuôi làm ăn ở cửa khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang chẳng mấy ai không biết căn nhà của vợ chồng anh Đặng Thành Đông. Gia đình này vốn không phải người gốc Hà Giang. Vợ chồng họ di cư từ tỉnh Phú Thọ lên đây làm ăn từ nhiều năm về trước. Căn nhà nằm ngay quốc lộ, xung quanh vắng vẻ. Phía sau là bờ sông Lô, cỏ mọc tùm. Vợ chồng anh Đông có hai người con. Người con lớn đi làm ăn xa nên ở nhà chỉ còn ba người. Trong đó có cô con gái út mới 15 tuổi. Anh Đông kinh doanh đủ thứ, từ buôn bán sắt vụn, nông sản, tạp hóa cho đến cầm đồ, cho vay nặng lãi. Vì thế, việc người ra vào tấp nập tại căn nhà này chẳng phải điều lạ lẫm. Sáng sớm ngày 21 tháng 1 năm 2011, vài người dân buôn sắt vụn quen đi qua nhà anh Đông. Lúc này cánh cửa sắt khép hờ, mọi người cao giọng gọi, nhưng không ai lên tiếng. Nghĩ chắc gia đình anh Đông đi đâu đó, nhóm người buôn sắt lên đường tiếp tục công việc của mình. Đến chiều muộn, nhóm người này quay lại, cánh cửa nhà An Đông vẫn khép hờ. Dường như không có sự thay đổi so với buổi sáng. Đây là điều kỳ lạ với những người thường qua lại nhà anh Đông. Họ tiếp tục gọi to, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Trời nhập nhoạng dần, vài người trong nhóm lò dò tiến lại, lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa và nhìn vào bên trong. Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng họ. Bên trong căn nhà đồ đạc dường như bị xới tung lên. Xung quanh lang lổ vết máu và dầu luyên thải. Biết có chuyện chẳng lành, họ đã gọi điện báo cho chính quyền. Công an tỉnh Hà Giang đến hiện trường. Khi bước vào nhà anh Đông, điều đầu tiên các trinh sát phát hiện là vết máu vương vãi khắp nơi. Dưới sàn nhà còn có những vệt dầu luyên chạy ngang chạy dọc. Căn nhà sáng trộn, đồ đạc lung tung, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng những người trong gia đình nhà anh Đông đâu. Các trinh sát lần xung quanh và phát hiện một vết máu dài kéo từ nhà ra nhà vệ sinh cách đó vài mét. Tuy vậy, ở điểm kết thúc họ cũng không tìm được cái gì. Gần đó đội khám nghiệm để ý tới chiếc giếng đào được xây miệng bao khá cao. Chiếc giếng cũ kỹ được che bởi một cái chảo lớn. Linh tính mách bảo, các trinh sát lật chiếc chảo trên miệng giếng và soi vào. Dưới đáy giếng lập lờ hai thi thể người. Sau khi trục vớt, cơ quan công an xác định hai nạn nhân là chị Dư Thị Yên, vợ anh Đông, và cháu Đặng Thị Huyền, con gái anh Đông. Cả hai người đều bị nhiều thương tích nặng nề trên cơ thể. Lúc này một nhóm trinh sát khác vẫn tiếp tục lật tung từng ngọn cây bụi cỏ để tìm anh Đông. Xung quanh căn nhà dưới giếng đều không thấy. Khi đi về phía bờ sông Lô, các chiến sĩ phát hiện có một bao tải được giấu kỹ ở mép bờ. Bên trong bao tải ấy họ tìm thấy thi thể cuối cùng trong gia đình xấu số này, thi thể của anh Đông. Trước hiện trường một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng như vậy, lãnh đạo công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo phải nhanh nhất điều tra và bắt giữ hung thủ. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ được điều động với quyết tâm cao nhất. Quá trình khám nghiệm, công an tỉnh Hà Giang nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Tuy vậy, những dấu vết để lại tại hiện trường dường như không cung cấp được điều gì cho lực lượng phá án về hướng tình nghi. Một cuộc sàng lọc lớn các đối tượng nằm trong diện quản lý được tiến hành. Nhiều câu hỏi được đặt ra với lực lượng phá án. Hung thủ có thể là ai? Người qua đường hay đối tượng có quan hệ với nạn nhân? Quay trở lại hiện trường vụ án, cơ quan công an xác định cả ba người trong gia đình anh Đông đều bị sát hại rất dã man. Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều dấu giày đè lên vẻ dầu luyên. Khi so sánh đã nhận thấy những vết giày này khác loại, khác kích cỡ. Từ đó lực lượng phá án nhận định hung thủ phải có ít nhất hai người. Vào thời điểm này,
việc tiến hành sàng lọc các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của cơ quan công an được thực hiện nhưng không thu được kết quả như mong muốn. Nơi xảy ra vụ án giáp với cửa khẩu Thanh Thủy. Đây là địa bàn phức tạp, nhất là vào thời điểm áp Tết, có lưu lượng người qua lại làm ăn rất đông. Quá trình xác minh cho thấy vợ chồng anh Đông kinh doanh đa dạng, trong đó có cả cho vay lãi, cầm đồ. Khách hàng chủ yếu của anh này là những người sinh sống lân cận. Tuy vậy, trong cuộc sống hay làm ăn, vợ chồng anh Đông không hề phát sinh mâu thuẫn với bất cứ ai. Việc xác định động cơ của vụ án là để cướp tài sản đã mở ra hướng điều tra tập trung vào các đối tượng lêu lỏng, tài chính bất minh. Vào thời điểm các trinh sát đang tỏa đi nhiều hướng để xác minh, thì lực lượng phá án nhận được một thông tin quý báu. Vào ngày 20 tháng 1, một đối tượng lạ mặt xuất hiện gần khu vực xảy ra vụ án. Theo như miêu tả, thanh niên này có dáng vẻ giống với Nguyễn Văn Nội, 19 tuổi, trú tại Hà Giang. Cùng lúc đó, một thông tin khác báo về. Đêm ngày 20 tháng 1, có một chiếc taxi đón vị khách trẻ từ địa bàn xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, đi bến xe Hà Giang. Tiếp tục xác minh, anh lái xe taxi cho biết nam thanh niên trên có một tập tiền với nhiều loại mệnh giá, miêu tả hình dáng trùng khớp với đối tượng Nội. Ngay lập tức, một mũi trinh sát tiến hành tiếp cận gia đình nghi phạm này. Lúc này Nội trở thành nghi phạm số 1. Bản thân tên này là đối tượng lêu lỏng, ham chơi và có quan hệ với gia đình nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ án, Nội có dấu hiệu bất minh về tài chính. Khi các trinh sát tiếp cận nhà Nội thì được biết đối tượng đã bỏ đi đâu không rõ. Qua xác minh, lực lượng phá án biết Nội đã đi Hà Nội và đang ở một khu trọ với vài người bạn cùng quê Hà Giang. Một tổ công tác lập tức lên đường, nhưng khi đến nơi thì Nội đã di chuyển đi chỗ khác. Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, tổ công tác quyết định rút về Hà Giang. Chỉ ít giờ sau thông tin báo về, Nội đang trên đường quay lại Hà Giang. Kế hoạch đón lõng đối tượng được triển khai. Khi Nội vừa xuất hiện, liền bị các trinh sát quật ngã, áp giải về trụ sở công an. Tại đây Nội đã thừa nhận hành vi tội ác của mình với gia đình anh Đông. Nội khai nhận có đồng phạm là Nguyễn Văn Đế, sinh năm 1986 ở Hà Giang. Nguyễn Văn Đế là đối tượng ham chơi từ nhỏ. Hắn chỉ học hết lớp 2 và nổi tiếng về tính cách ngang tàn. Lớn một chút, Đế thường xuyên đi bụi hết tỉnh này đến tỉnh khác. Chính vì lối sống buông thả như vậy nên Đế đã có tới 2 tiền án. Vào thời điểm các trinh sát đến nhà Đế, đối tượng cũng đã bỏ đi. Các trinh sát phát hiện trong chậu quần áo đang ngâm còn một chiếc áo có nhiều vết máu mở. Với quyết tâm phải bắt bằng được Đế trong thời gian sớm nhất, công an tỉnh Hà Giang huy động lực lượng lớn tỏa đi khắp nơi truy tìm dấu vết tên tội phạm máu lạnh này. Đến tối ngày 25 tháng 1 năm 2011, nhận được tin báo Đế đang trốn trong một nhà sàn ở xã biên giới Phong Quang, các trinh sát đã xiết vòng vây. Phát hiện bị động, Đế định nhảy xuống vườn ngô để tẩu thoát. Tuy nhiên gã đã không thành công và bị bắt ngay sau đó. Đế và Nội bị bắt chỉ sau gần 5 ngày gây án. Hai gã thanh niên khai nhận tội ác của mình khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Theo đó, do cần chi tiêu, Đế nhiều lần bàn với Nội đi giết người để cướp tài sản. Ngày 20 tháng 1 năm 2011, chúng thống nhất chọn gia đình anh Đông để gây án vì biết nhà anh này có nhiều tài sản. Chập tối ngày 20 tháng 1, Đế và Nội tìm đến nhà anh Đông. Tại đây chúng mượn xe máy của anh này nói đi có công việc. Đến 1 giờ ngày 21 tháng 1, hai đối tượng quay lại trả xe. Chúng bảo với anh Đông có nguồn gỗ cần bán để dụ nạn nhân ra bờ sông Lô. Vốn quen biết đối tượng từ trước, anh Đông không hề nghi ngờ và đi theo chúng. Tại bờ sông, hai đối tượng ra tay sát hại dã man anh Đông, rồi nhét xác vào bao tải giấu đi để phi tang. Đế quay lại nhà gọi chị Yên ra đầu nhà và xuống tay sát hại. Lúc này nghe tiếng mẹ kêu cứu, cháu Huyền đang ngủ trong nhà bật dậy mà không kịp chạy trốn. Đế và Nội bịt mặt đi vào bắt trói cháu bé rồi lôi ra sân tra khảo má cái sắt. Không đạt được mục đích, chúng xuống tay sát hại luôn cháu bé xấu số. Để phi tang, hai đối tượng ném xác hai mẹ con chị Yên xuống giếng gần đó, rồi lấy chiếc chảo đậy nắp giếng lại. Lấy được một số đồ đạc, hai đối tượng dùng dầu luyên đổ vào các vết máu với ý định xóa dấu vết hiện trường rồi bỏ đi. Liên quan đến vụ án, sáng ngày 27 tháng 8 năm 2013, tại sân vận động trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội. Trước vảnh móng ngựa, Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu. Căn cứ vào cáo trạng cũng như chứng cứ mà các bị cáo khai nhận tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt tên Nguyễn Văn Đế tử hình về tội giết người.
9 năm tù về tội hiếp dâm, 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. Tên Nguyễn Văn Nội tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra hai tên Đế và Nội phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 210.600.000 đồng. Vụ án đã khép lại. Kẻ sát nhân đã nhận được sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, nhưng nỗi đau của gia đình có người bị hại thì không gì có thể bù đắp được. Sự phẫn uất của dư luận xã hội trước hành vi thú tính, man dợ vẫn nhức nhối trong lương tri mỗi chúng ta. Đây cũng là tiếng chuông cảnh báo về sự sa đọa xuống cấp về lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Đến đây thời lượng của chương trình được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Khoảng 7 giờ sáng ngày 19 tháng 11 năm 2015, bà Trần Thị Phướng, ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, Long An, đi ngang nhà con trai và con dâu, thấy cửa mở, mấy đôi dép của tụi các cháu để ở thềm. Tưởng cháu ngủ quên trễ học nên bà vào gọi. Ai ngờ vừa vào đã thấy con dâu nằm gục bên vũng máu, trên người có nhiều vết thương. Hai đứa cháu trên người cũng đầy vết thương, nằm bất động trên giường. Bà chi hô và mọi người đến, đồng thời báo công an. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, Công an tỉnh Long An cùng C45 Bộ Công an đã đến phong tỏa hiện trường điều tra. Ba nạn nhân được xác định là ba mẹ con, mẹ tên Đỗ Thị Kim Nguyên, 31 tuổi, hai con là Nguyễn Thị Hoàng Quyền, 10 tuổi, học lớp 5 và Nguyễn Hoàng Khang, 9 tuổi, học lớp 4. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Cơ quan Pháp y Công an tỉnh Long An có mặt để tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc có mặt tại hiện trường cho biết, trên cổ ba nạn nhân đều có vết thương sâu. Tại hiện trường, công an phát hiện một con dao nhọn gần thi thể người mẹ. Bà Phướng cho biết, bình thường con dâu của bà, chị Nguyên, không đi làm gì, chỉ ở nhà nuôi ba con ăn học. Kinh tế gia đình chủ yếu từ việc kinh doanh mua bán tôm ở Bến Tre của chồng chị Nguyên là anh Nguyễn Tấn Thanh, sinh năm 1984. Công an có lấy lời khai của bà Phướng, các thành viên trong gia đình và những người hàng xóm xung quanh. Họ đều khai báo trước đó không thấy gì bất thường tại gia đình chị Nguyên và không có nghi vấn gì. Ban đầu, cơ quan chức năng và người thân cho rằng đây là một vụ thảm án bởi dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân rất đáng ngờ. Anh Nguyễn Tấn Thoại, em chồng của nạn nhân cho biết, bình thường chị Nguyên có đeo khá nhiều vàng. Đáng nói, khai báo của bà Phướng cho biết, trước đây con dâu của bà có đeo nữ trang trên người chừng một lượng vàng. Tuy nhiên khi phát hiện sự việc kinh hoàng, bước đầu bà không thấy nữ trang trên người con dâu nữa. Tuy nhiên, theo thông tin bước đầu cơ quan chức năng, quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy đồ đạc không có sự xáo trộn. Tại giường ngủ, nơi hai cháu nhỏ tử vong cũng không hề có sự phản kháng. Tất cả mọi thứ cho thấy dường như các cháu đang ngủ say. Bên cạnh đó, hàng xóm của gia đình có thông tin thêm. Bình thường gia đình sống hòa thuận, hiền lành, không có điều tiếng, mâu thuẫn gì tại địa phương. Thế nên khi nghe tin họ rất sốc. Chị Nguyễn Thị Nhung, người dân ở ấp Thạnh Trung cho biết, vợ chồng chị Nguyên và anh Thanh có ba đứa con, đều dễ mến, ngoan hiền. Cô con gái lớn Nguyễn Thị Bích Như hiện sống với ông bà nội, cách nhà chị khoảng 300m. Hai con là Nguyễn Hoàng Khang, Nguyễn Thị Như Huyền sống với bố mẹ ở nhà. Lúc trước, chị Nguyên đi bán vé số dạo, có lần bán cho anh Thanh trúng được giải đặc biệt và ba mẹ con hai bên chấp nhận nên hai người tiến đến hôn nhân. Do hoàn cảnh khó khăn, nhờ có chí hướng làm ăn, khoảng mấy năm nay, anh Nguyễn Tấn Thanh đã quyết định chuyển sang đi mua bán tôm ở Bến Tre để kiếm tiền lo cho gia đình được tốt hơn. Từ những manh mối này, cơ quan điều tra đã lần tìm mọi ngóc ngách tại hiện trường, tỉ mỉ xác minh từng dấu vết để lại bởi chưa thể kết luận đây là vụ thảm sát hay người mẹ nghĩ quẩn đưa hai con đi cùng. Ngày 24 tháng 1 năm 2015, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu. Cụ thể, kết quả khám nghiệm tử thi phản ánh khá chi tiết việc nạn nhân Nguyên bị đâm đến 8 vết thương ở vùng bụng, cổ và tay cũng có vết thương sâu. Những vết đâm ở bụng gây tổn thương rất nặng nội tạng. Do mất quá nhiều máu nên nạn nhân tử vong ngay trên nền gạch của cánh cửa, con dao nhọn vẫn còn dính bên vai phải của chị Nguyên. Riêng hai cháu Huyền và Khang thì bị vết thương sâu vào động mạch gây mất máu và tử vong tại giường ngủ. Cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra khiến cho các chiến sĩ có mặt tại hiện trường chăn trở. Nếu chị Nguyên là người đã sát hại hai con, sau đó tìm cách đi theo, thì việc chị có khả năng dùng dao gây thương tích vào bụng do không tử vong nên chị lại tự gây thương tích ở cổ và tay có thể xảy ra không? Đây là vấn đề cơ quan điều tra sẽ làm rõ sau khi hoàn tất quá trình điều tra.
Và theo chia sẻ thêm của bà Phướng thì thời gian qua bà thấy con dâu có biểu hiện hơi lạ, thường than bị đau đầu và hay ngồi thẫn thờ. Hỏi thì chị Nguyên cũng xác nhận tình trạng như trên nên bà đã dẫn con dâu đi khám bệnh ở bệnh viện nhưng không thuyên giảm. Sau đó bà thấy con dâu có biểu hiện bị ám ảnh chuyện ma quỷ ngay tại nhà nên bà còn dẫn cả con dâu đến thầy cúng để trị bằng bùa chú. Gần nhất là chiều 18 tháng 11, bà Phướng có dẫn chị Nguyên đến nhà thầy cúng. Bà Phướng kể lại, trước khi xảy ra vụ việc này một ngày, tôi đã dẫn con Nguyên đến nhà một thầy Pháp để làm phép, nhưng ông ấy không có mặt ở nhà. Sau đó ông ấy hẹn buổi chiều 13 giờ tới. Tuy nhiên, khi về con Nguyên lại không chịu đi cúng nữa, nên dù tôi đã thuyết phục nó đi, thì vì nó cho rằng không bị bệnh, tôi đành mang sợi dây chuyền của con Nguyên lên gặp thầy để làm phép trị bệnh. Đến chiều, mang dây chuyền trả lại nó để nó đeo trên người. Câu hỏi cứ thế bủa vây và áp lực dư luận cũng ngày càng lớn. Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ lần dấu vết tại căn nhà nhỏ, lực lượng chức năng đã phát hiện được bất ngờ. Theo đó, cơ quan điều tra đã tìm thấy điện thoại của chị Nguyên có nhiều tin nhắn chán đời và lá thư tuyệt mệnh. Nội dung trong thư, người mẹ trẻ nhận mình là người vợ không tốt, không xứng đáng làm con dâu của gia đình, nên có ý định làm điều dại dột. Vì yêu con, chị Nguyên xin đưa hai đứa theo cùng mình. Cảnh sát cho biết, số vàng nữ trang của người mẹ được tìm thấy ở chỗ khác trong nhà. Có thể người mẹ đã tháo vòng vàng cất rồi sát hại hai con và đi cùng. Đây là lý do khi phát hiện mọi người không thấy nữ trang trên người nạn nhân. Người thân cho biết, trước khi xảy ra vụ án đau lòng, thấy chị Nguyên có vẻ chán trường và có dấu hiệu bị trầm cảm. Hàng xóm gia đình nạn nhân cũng cho biết, hơn một năm trước, chị Nguyên từng uống thuốc Tây làm điều dại dột vì ghen tuông mâu thuẫn với chồng, vì anh Thanh hay đi làm xa nhưng được gia đình cứu kịp. Từ đó, hai vợ chồng có vài lần xích mích, cãi vã do sự ghen tuông của chị Nguyên. Theo lời cháu Như, con gái cả, thì gần ngày xảy ra vụ việc, mẹ thường tỏ ra cau có, cọc cằn, la dầy ba chị em. Tuy vậy, hàng ngày chị Nguyên vẫn chăm lo ăn uống cho hai con nhỏ và chờ đi học. Đến chiều ngày 17 tháng 12 năm 2015, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có kết luận chính thức vụ án. Đại tá Châu thông tin, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, xác minh lời khai, nhân chứng, những người có liên quan trong gia đình, đặc biệt là chồng, cha của các nạn nhân, cơ quan điều tra Công an tỉnh có đủ cơ sở để kết luận đây là vụ án sát hại con rồi đi theo. Thủ phạm chính là Đỗ Thị Ái Nguyên, sinh năm 1985, đã dùng dao sát hại hai người con của mình và sau đó tự gây thương tích đến tử vong. Nguyên nhân được xác định qua lá thư tuyệt mệnh để lại cho chồng và cho mẹ chồng cho thấy Nguyên buồn chán chuyện gia đình. Sau khi có kết luận điều tra, ngày 3 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Đại tá Châu cho hay, dư luận có đặt ra một số giả thiết không có khả năng nạn nhân ra tay với con của mình như thế. Thế nhưng, trên chứng cứ thu thập được cho thấy, chị Nguyên sát hại con rồi đi theo là hoàn toàn có cơ sở để chứng minh. Nghe tin vợ con tử vong bất thường, anh Nguyễn Tấn Thành ngất lịm tại chỗ. Anh liên tục gào khóc, nói không nên lời. Sau đó, người chồng được đưa về trụ sở công an xã, phục vụ công tác điều tra. Hàng xóm cho biết, gia đình nạn nhân có 5 người. Người con gái lớn tên là Nguyễn Thị Bình Như, 12 tuổi, không ở nhà nên thoát nạn. Anh Biểu Ân, bạn làm đìa tôm với anh Thanh, kể, từ lâu anh Thanh cùng với bạn bè nuôi tôm ở Bình Đại, Bến Tre, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Anh nói, nó ở chung nhà với tôi nên tôi biết, Thanh nhận được điện gia đình báo vợ con tử vong lúc 8 giờ 30 phút. Nghe xong, nó ngất xỉu ngay tại võng, mấy anh em phải thuê ô tô đưa nó về nhà. Suốt đường về, nó ngất lên ngất xuống. Theo bạn bè của anh Thanh ở Bến Tre, khoảng 3 giờ chiều ngày 18 tháng 1 năm 2015, khi đang đan lưới, anh Thanh điện thoại hỏi thăm vợ con. Đến khoảng 7 giờ tối, anh Thanh gọi điện hỏi thăm lần nữa rồi mới đi ngủ. Anh Biểu Ân nói, Thanh nó hay kể về vợ con lắm, nhưng anh em cũng chỉ nghe biết vậy thôi. Bản thân tôi chưa bao giờ gặp vợ Thanh. Ông Võ Văn Quốc, 56 tuổi, quê Bến Tre cho biết, vào tối hôm 18 tháng 1, anh Thanh, chồng nạn nhân Nguyên, có ở dưới Bến Tre để mua tôm. Ông Quốc nói, nó đi mua tôm ở dưới này, rồi lại ở nhà tôi coi nó như anh em trong nhà. Sáng đang ngồi với tôi thì nó nhận điện thoại, vừa nghe xong nó bật khóc rồi nói, vợ con em chết hết rồi. Ông Quốc kể, sau đó tôi lo nó không đi được nên cùng 6-7 anh em mua tôm khác bỏ việc thuê xe 7 chỗ đưa nó về. Đi đường nó khóc và xỉu mấy lần nên đưa nó vô trạm xá rồi đưa lên công an xã. Tội lắm, thằng Thanh nó hiền lành, xuống dưới ai cũng thương. Ngồi thẫn thờ trước cổng công an xã Phước Vĩnh Đông, cô giáo T,
giáo viên trường tiểu học Phượng Vích Lộc không tin nổi hai học trò mình đã ra đi mãi mãi. Cô Tê dạy cả ba người con của nạn nhân Nguyên, riêng hai cháu Quyền và Khang, cô Tê cho biết hai em rất ngoan ngoãn, học giỏi và lễ phép. Cô giáo Tê rơm rớm nước mắt khi nhắc tới học trò của mình. Cách đây mấy ngày, tôi có gặp cháu Quyền. Cháu còn hỏi thăm tôi và bảo ngày nhà giáo sẽ tới thăm cô, mà giờ cháu không còn nữa. Cô giáo Tê cho biết cũng nhiều lần gặp chị Nguyên khi đưa con tới trường. Trước đây hai mẹ cháu đi bán vé số sợ ở nhà chăm con. Nhà gần trường nhưng cũng nhiều bữa nắng chang chang, người mẹ vẫn chở hai đứa đi học. Đôi tay run cầm cập, cụ Hồng, 68 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trung, cách ngôi nhà gặp nạn vài căn, rớm nước mắt cho hay. Người lớn chết đã đành, tội chi mà tội quá hai đứa nhỏ, nó có biết chuyện đâu mà phải ra đi sớm vậy chứ. Tôi có đứa cháu học cùng lớp với bé Như, giấc trưa đi học về, nó bảo mẹ bạn nó bị sát hại, tay chân tôi buồn rùn, mấy con cá đang chiên dở bị cháy khét, buồn lắm, mần gì cũng không được hết. Còn bé Nguyễn Thị Bình Như, 12 tuổi, nằm thẫn thờ trước sự ra đi của mẹ và hai em. Như nói hồi sáng lúc đang học, được cô gái nhỏ, cháu ruột ông Nguyễn Văn Mỹ đón về. Nằm trên chiếc ghế xếp, nó nín được một chập thì Như lại khóc thét lên. Như kể chiều hôm trước đó, hai đứa em còn vào nhà nội chơi với mình. Mới đó mà tụi nhỏ còn nói cười, chơi trò trốn tìm với em. Vậy mà giờ đây, mẹ và hai em đã mãi mãi ra đi. Buổi chiều ập đến thôn quê, mấy đứa trẻ ngây thơ dắt díu nhau đi học về. Ở cái xóm yên bình này, có hai đứa bé đã không còn được đi học, dắt tay nhau về mỗi ngày cũng không thể lớn lên. Tối ngày 16 tháng 2 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhận tin báo về một vụ án ở xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa. Nạn nhân là nữ giới, bị sát hại tại nhà nghỉ Ngọc Vi ở thôn Trung Đồng. Hiện trường vụ án khi đó gây ám ảnh cho các cán bộ làm việc tại hiện trường. Kẻ thù ác đã ra tay một cách rất tàn nhẫn. Tổ cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an huyện Hiệp Hòa ngay trong đêm ngày 16 tháng 2 đã xuống hiện trường để triển khai các công tác nghiệp vụ. Hiện trường được ghi nhận có nạn nhân là một người phụ nữ nằm trên giường. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều vết thương do dao nhọn gây ra, cụ thể là 5 vết thương tại vùng ngực, cổ và tay. Tại căn phòng của nhà nghỉ, cảnh sát cũng tìm thấy một con dao nhọn dính máu, nghi là hung khí mà nghi phạm đã dùng để gây án rồi bỏ lại. Một cọc tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng, có một tờ tiền thật cùng mệnh giá, một chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều mũi trinh sát được thành lập và cứ đi nhiều hướng điều tra để thu thập bằng chứng, thông tin cũng như dựng lại nhân thân nghi phạm, nạn nhân. Trong đó, một tổ trinh sát đã khai thác được một số chi tiết quan trọng từ nhân viên của nhà nghỉ. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 2, có một người đàn ông bịt kín mặt đến thuê phòng nghỉ. Sau đó khoảng 1 tiếng, một người phụ nữ cũng đi lên trên phòng. Điều bất thường ở đây là sau khi người phụ nữ lên được một lúc thì người đàn ông đi xuống. Dặn lễ tân là người phụ nữ ở cùng sẽ xuống sau và thanh toán tiền. Tuy nhiên, nhân viên không thấy người phụ nữ xuống. Khi lên kiểm tra thì nhân viên này phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Như vậy, cơ quan chức năng bước đầu đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Thế nhưng để xác minh, nhận dạng và truy vết được người này là không hề đơn giản. Theo mô tả của nhân viên nhà nghỉ, người đàn ông nghi vấn có nhận dạng rất mơ hồ khi bịt kín mặt. Nhà nghỉ này cũng không lắp đặt camera giám sát. Về phía nạn nhân, cơ quan chức năng cũng mất một khoảng thời gian để xác định danh tính bởi người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân theo người. Sau đó, kết quả giám định cho biết nạn nhân là chị NTP, sinh năm 1982, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hướng điều tra vụ án bây giờ tập trung vào khai thác những dữ liệu từ nạn nhân. Qua quá trình trinh sát, cơ quan chức năng đã phát hiện có một người phụ nữ đi xe máy chờ nạn nhân đến nhà nghỉ. Người phụ nữ này lập tức được triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Làm việc với người phụ nữ này, cảnh sát đã thu thập được một tình tiết gỡ được nút thắt trong quá trình điều tra vụ án. Theo người phụ nữ, vào khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 2, chị nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung đến nhà nghỉ mà đón nó về. Lực lượng chức năng lập tức cho xác minh số điện thoại trên, xác định người sở hữu là Tạ Văn Hiền, sinh năm 1981, ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Một tổ trinh sát ngay sau đó đã đi về nhà của Hiền để tiếp tục xác minh thì nhận được tin là đối tượng vừa được gia đình đưa đi cấp cứu vì ngộ độc thuốc diệt cỏ, côn trùng. Tuy nhiên, điều này cũng vô tình trùng khớp với dữ liệu mà cơ quan chuyên môn thu thập được tại hiện trường là có một chai thuốc bảo vệ thực vật. Nạn nhân là chị NTP bị sát hại dã man tại nhà nghỉ Ngọc Vi ở thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa.
Nghi phạm qua quá trình trinh sát điều tra được xác định là nam giới, rời khỏi hiện trường lúc hơn 19 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2020. Từ dữ liệu thu thập được của nhiều nguồn thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang xác định danh tính đối tượng nghi vấn chính là Tạ Văn Hiền. Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm về nhà đối tượng, Hiền đã được đưa đi cấp cứu vì ngộ độc thuốc diệt cỏ. Sau 3 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, Hiền qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe. Ngày 22 tháng 2 năm 2020, Công an tỉnh Bắc Giang đưa Tạ Văn Hiền về trụ sở điều tra để khai thác về vụ án. Tại trụ sở cảnh sát, Hiền bật khóc, khai nhận hành vi sát hại chị P. Hiền cho biết hắn ta rất ân hận và tiết lộ từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với nạn nhân. Đối tượng cho rằng đã hy sinh rất nhiều cho chị P, nhưng vì tình cảm tiền bạc mà mâu thuẫn xảy ra, dẫn đến vụ án mạng. Theo lời khai của Hiền, đối tượng và chị P quen nhau vào năm 2016. Khi đó, cả hai cùng kinh doanh thịt lợn, chị P nhập thịt từ Hiền để bán. Đôi nam nữ sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong 2 năm sau đó, Hiền và chị P giữ mối quan hệ thân mật. Hiền từng nhiều lần cho bạn gái nợ tiền nhập hàng với tổng là khoảng 250 triệu đồng. Đầu tháng 2 năm 2020, đối tượng có việc gia đình nên đề nghị người tình thanh toán tiền nợ, nhưng chị P không trả. Mâu thuẫn bắt nguồn từ đây. Trong một lần gặp nhau tại quán nước, chị P đã đập hỏng điện thoại của Hiền, khiến đối tượng nảy sinh nghi ngờ là chị P lợi dụng hắn ta lừa gạt tình cảm và tiền bạc. Quanh quẩn trong dòng suy nghĩ này, Hiền mất dần lý trí và lên kế hoạch trả thù chị P. Hắn ta dụ nạn nhân bằng một cọc tiền âm phủ. Hiền đi mua tập tiền mệnh giá 200.000 đồng, rồi để 2 tờ tiền thật lên trên, chụp ảnh gửi cho chị P kèm lời nhắn sẽ cho bạn gái 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Hiền hẹn chị P đến nhà nghỉ Ngọc Vi. Trước khi đến, đối tượng chuẩn bị một con dao và một lọ thuốc diệt côn trùng. Hiền đến nhà nghỉ trước và đợi nạn nhân. Ngay khi chị P vào phòng nghỉ, đối tượng đã xô ngã đối phương rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái, khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Ngay sau khi gây án, Hiền uống thuốc diệt côn trùng, hòng kết thúc cuộc đời nhưng vẫn cố gắng tự đi xe máy về nhà ở Thái Nguyên. Trên đường bỏ trốn, đối tượng thêm một lần mua thuốc diệt cỏ để uống nhưng được người nhà kịp đưa đến cấp cứu. Ngày 1 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đưa Tạ Văn Hiền ra xét xử về hành vi sát hại người. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ. Tuy nhiên, bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường một phần thiệt hại cho đại diện nạn nhân, nên hội đồng xét xử tuyên phạt Tạ Văn Hiền 19 năm tù. Thời gian qua, những vụ việc thương tâm xảy ra với mức độ ngày càng dã man cho thấy sự thiếu hụt kỹ năng, dễ mất kiểm soát của nhiều người khi gặp thất bại trắc trở trong chuyện tình cảm. Để tránh rơi vào những câu chuyện bi kịch tuyệt vọng khi bị bỏ rơi, lợi dụng hay phản bội, dẫn tới hành động mù quáng, thiếu lý trí, hãy học tập cách yêu và chia tay văn minh, tôn trọng tình cảm mà cả hai đã có. Mười sáu giờ ba mươi phút ngày 21 tháng 2 năm 2020, ông Đỗ Đình Tiệp đi làm về thấy cửa nhà khép hờ, không thấy xe máy dựng chỗ cũ. Còn vợ là bà Nguyễn Thị Nhung úp mặt trong chậu nước ở phòng tắm tầng 2, quần áo như đang tắm. Nghĩ vợ bị cảm hoặc điện giật, ông Tiệp vội vàng bế ra ngoài hô hấp nhân tạo, nhưng bà Nhung tắc thở. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh xác định khi ông Tiệp về nhà, cửa chính chỉ khép hờ, khóa hầu như còn nguyên vẹn. Đáng chú ý, chiếc camera an ninh của gia đình đã bị hung thủ dùng thang nhôm treo lên để tháo ra, vứt trong bồn hoa trước cửa, nhưng thẻ nhớ thì biến mất. Trong phòng ngủ, giường bị dịch chuyển, gà gối dính máu, mép giường có chiếc bông tai màu vàng, cạnh giường có 3 chiếc răng. Tuy nhiên, chiếc két sắt cạnh giường lại không có dấu hiệu cậy phá. Trong tủ thờ gia đình có một chiếc chăn dính máu, còn trên sân phơi quần áo tầng 3 cũng rải rác nhiều vết máu. Trong máy giặt có chăn màn đã được giặt sạch. Ông Tiệp cho biết tài sản bị mất là một chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân của bà Nhung. Theo lời khai của hàng xóm, mặc dù xung quanh có rất đông người nhưng không ai phát hiện có bất cứ dấu hiệu gì khác thường cho đến khi chồng nạn nhân hô hoán. Khám nghiệm cho thấy vùng gáy, đầu, cổ nạn nhân có rất nhiều vết rách da sắc gọn, nhận định do kéo gây nên. Nạn nhân bị mất 4 chiếc răng cửa hàm trên dưới. Lực lượng kỹ thuật hình sự nhận định nạn nhân không phải chết khi đi tắm mà do đối tượng cố tình dựng hiện trường giả. Răng của nạn nhân văng khỏi miệng, chứng tỏ giữa nạn nhân và hung thủ vật lộn rất quyết liệt. Hung thủ cũng nhỏ con và không phải là người khỏe mạnh. Tuy nhiên, hung thủ đã có sự chuẩn bị về mặt thời gian. Có thể do là người thân quen hoặc có chìa khóa nhà.
19 vết đâm trên cơ thể nạn nhân, chứng tỏ hung thủ quyết tâm đoạt mạng đến cùng. Việc gãy răng có thể do quá trình vật lộn, nạn nhân kêu cứu nên bị hung thủ bịt miệng, dùng vật khác tì đè dẫn đến gãy răng và ngạt chết. Để xác định chính xác nguyên nhân cái chết của bà Nhung, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm, kết quả khẳng định nạn nhân chết do ngạt, sau đó mới được đưa vào nhà tắm là nơi phát hiện nạn nhân. Thời gian nạn nhân qua đời khoảng 15 giờ, ngày 21 tháng 2 năm 2020. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản, giả thiết án mạng là từ tư thức cá nhân và do tình ái, nhưng khả năng không cao. Về hung thủ, chắc chắn là kẻ có quen biết với gia đình nạn nhân, là người thân trong nhà hoặc có mối quan hệ đặc biệt trong xã hội. Vì thế, có như thế mới nắm được thói quen sinh hoạt và kết cấu trong gia đình nạn nhân. Đối tượng chọn thời điểm gây án vào ban ngày, sau đó vẫn nán lại để thu dọn hiện trường, tạo hiện trường giả, vô hiệu hóa hệ thống camera, chứng tỏ đây là kẻ liều lĩnh, máu lạnh, gian xảo. Để nhanh chóng khám phá vụ trọng án, tìm ra hung thủ để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử phòng cảnh sát hình sự chia nhiều mũi trinh sát cùng lúc tiến hành điều tra, huy động 19 công an phường xã tham gia bất kể ngày đêm. Hàng trăm mối quan hệ của vợ chồng nạn nhân được rà soát, song chưa nổi lên vấn đề gì khả nghi. Hàng ngàn đối tượng nghi vấn đã được triệu tập hoặc bí mật theo dõi nhưng cũng không phát hiện dấu vết nào. Hy vọng của ban chuyên án dồn cả vào mũi trinh sát và rà soát camera an ninh và quan hệ nội ngoại của vợ chồng nạn nhân. Cuối cùng cũng có tia hy vọng khi phát hiện đối tượng nghi vấn mặc áo gió, đeo khẩu trang, găng tay, mũ bảo hiểm, chưa rõ nam hay nữ từ nhà nạn nhân đi ra, nhưng thời gian phù hợp với khung thời gian xảy ra vụ án cũng như thời gian mà lực lượng pháp y xác định nạn nhân tử vong. Cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng đây là đối tượng gây án và phương tiện đối tượng sử dụng là lấy cắp của nạn nhân. Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát camera an ninh dọc tuyến đường đối tượng di chuyển. Qua sàng lọc, cơ quan điều tra tiếp tục thu được hình ảnh từ một cửa hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Bắc Ninh có đối tượng giống với đối tượng đã rời nhà nạn nhân. Từ đó xác định đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng 1m7, đeo khẩu trang y tế, áo khoác gió màu tím, quần đen, găng tay, dáng người cao lòng khòng. Chi tiết đáng lưu ý nhất của đối tượng là đôi giày, đối tượng đến cửa hàng này để hỏi mua một chiếc kính đen. Sau khi kết thúc việc mua bán, đối tượng đi ra tỉnh lộ 295D xuôi về Hà Nội. Trong lúc tổ trinh sát đang giả theo hành trình của đối tượng qua camera, thì tổ công tác xác minh mối quan hệ họ hàng của vợ chồng nạn nhân cũng nắm được một đối tượng đáng ngờ. Đó là Lê Thành Hưng, sinh năm 1991, ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Cháu gọi bà Nhung là bác ruột, có nghề nghiệp kiến trúc sư nhưng làm ngoài, đang thuê nhà ở Tây Hồ, Hà Nội. Tổng hợp báo cáo từ hai tổ điều tra, ban chuyên án thấy có nhiều điểm trùng hợp. Lê Thanh Hưng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội phạt 30 tháng tù giam, hiện đang được tại ngoại. Từ những tài liệu, chứng cứ xác định, người trong camera và Lê Thanh Hưng là một. Nhiệm vụ lúc này là phải tìm được Hưng trước khi có thể xác định anh ta có phải là người gây án hay không. Tuy nhiên, việc bắt giữ Hưng cũng rất khó khăn vì y rất lì lợm, gian xảo. Sau khi nắm được thông tin, Lê Thanh Hưng đang thuê trọ ở Tây Hồ, Hà Nội, tổ trinh sát đã lập tức có mặt ở Hà Nội. Khi tới nơi, đối tượng thuê trọ thì đối tượng lại không có mặt ở nhà. Tổ công tác tiếp tục trích lục camera tuyến Bắc Ninh, Hà Nội thì đều thu được hình ảnh người đã xuất hiện tại cửa hàng tạp hóa. Đặc biệt, một số thời điểm còn quan sát được cả biển số xe mà đối tượng đang sử dụng. Qua xác minh nhanh thì đây chính là biển số xe do bà Nguyễn Thị Nhung đứng tên đăng ký. Tuy nhiên, đến khu vực quận Long Biên, Hà Nội thì mất dấu đối tượng. Vừa lúc này thì nguồn tin trinh sát từ khu phố nhà nạn nhân cho biết Lê Thanh Hưng có mặt tại đám tang nạn nhân. Ngay lập tức, ban chuyên án lên phương án bắt giữ khẩn cấp đối tượng. Nhiều phương án vây bắt đã được xem xét, nhưng để không ảnh hưởng đến đám tang nạn nhân và người dân trong khu vực, cuối cùng tổ vây bắt quyết định triển khai tình huống bắt gọn hung thủ lúc 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 năm 2020. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu, Lê Thanh Hưng tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng. Về những vết thương trên hai cổ tay và khắp cơ thể mình, Hưng lý giải là do anh ta ngã xe. Hắn cũng viện dẫn nhiều lý do chứng minh sự vô can của mình trong vụ án. Nhưng khi bộ quần áo, đôi giày Hưng dùng khi gây án, còn cả chiếc bông tai và giấy tờ tùy thân của bà Nhung được trinh sát thu được tại nhà trọ của hắn dưới Hà Nội, chiếc xe máy tang vật thu được tại một điểm trông giữ xe máy trên quận Thanh Xuân từ chiếc vé gửi xe Hưng nhét trong túi quần áo, khiến gã kiến trúc sư gian manh, lì lợm mới cúi đầu nhận tội.
Do cần tiền trang trải cho việc làm ăn thất bại, Hưng đã nghĩ cách trộm cắp tài sản. Trong một lần họp mặt gia đình, Hưng nghe thấy vợ chồng bà Nhung bàn việc chuẩn bị xây nhà. Nghĩ hai bác có tiền, Hưng nung nấu ý định đột nhập vào nhà bác trộm cắp. Để thực hiện ý định, Hưng đã lấy chìa khóa trong túi áo con trai bà Nhung rồi đem đi sao chép. Hưng khai không có đủ gan trộm cắp hay cướp tài sản của người lạ. Nhưng với bác ruột mình thì hắn nắm rõ đường đi lối lại cũng như nếp sinh hoạt của mọi người trong gia đình. Bởi vậy, sau khi có chìa khóa, Hưng chọn ngày 20 tháng 2 năm 2020 để ra tay, mang theo dùi cui điện cùng quần áo găng tay rồi đi xe máy từ Hà Nội đến Bắc Ninh. Hắn gửi xe ở Bệnh viện Phụ sản Bắc Ninh gần nhà bác, đi bộ mở cửa vào nhà, trốn trong phòng ngủ của anh chị trên tầng 3, chờ cơ hội ra tay. Suốt gần 2 ngày nằm phục, đợi lúc mọi người trong nhà đi vắng hoặc đi ngủ, Hưng lục tìm chìa khóa két nhưng không thấy. Đến 14 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2020, Hưng thay đổi ý định sẽ khống chế bà Nhung, buộc bà mở két để lấy tài sản. Tuy nhiên do bà Nhung chống cự quyết liệt nên đối cháu bất nhân nghĩ cách cho bác mình im lặng để êm thấm rời khỏi hiện trường. Khi nạn nhân đã chết, Hưng tìm thấy chìa khóa két sắt nhưng vẫn không mở được vì không biết mật khẩu. Sau đó Hưng tạo hiện trường giả như một vụ đột tử khi tắm, thu dọn hiện trường, vô hiệu hóa camera rồi rời khỏi nhà bác ruột cùng một túi sách trong có cố khuyên tai, dây chuyền, 800.000 đồng và một chiếc xe máy. Được một đoạn, phát hiện có camera an ninh, hắn đã dùng tay che mặt tránh bị phát hiện. Đi thêm một đoạn nữa, hắn dừng lại cửa hàng tạp hóa bên đường hỏi mua kính đen để ngụy trang. Khi phát hiện cửa hàng tạp hóa có lắp camera an ninh, hắn lập tức quay ra ngoài cho đến khi chủ quán gọi lại nhận kính và thanh toán tiền. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chưa đầy một ngày sau khi gây án, Hưng bị bắt khi đang chịu tang bác ruột của mình. Liên quan đến vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử. Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Hưng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng và tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ra sự mất mát, đau thương cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân và dư luận xấu trong xã hội, nên quyết định loại bỏ bị cáo Hưng vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Cho rằng mức án tử hình là quá nặng nên sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hưng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đơn kháng cáo của bị cáo Hưng và hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội để nghiên cứu và xét xử trong thời gian tới. Vụ nữ sinh Phùng Thị Thanh, học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, sát hại anh Lê Hải Đăng, cán bộ hợp đồng phòng tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường, gây xôn xao dư luận suốt những ngày qua. Vì đâu một phụ nữ vừa bước sang tuổi 18 lại có thể ra tay một cách dã man như vậy? Theo hồ sơ phạm nhân, khoảng 12 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2014, khi Phùng Thị Thanh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của anh Lê Hải Đăng, bạn quen trên Facebook rủ đi chơi. Thanh đồng ý và được Hải Đăng hẹn đón ở cổng chợ Giang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Sau khi đón được Thanh, chàng trai này đã đưa cô gái vào nhà nghỉ để tâm sự. Chuyện đau lòng đã xảy ra, một bên nhắc lại lời hứa sẽ mua cho nhiều quà nếu thỏa mãn tình dục, nhưng một bên lại đòi phải quan hệ thêm một thời gian nữa. Thanh kể rằng, lúc đó nghe bạn trai bảo phải cho vài chục lần nữa mới nhận được quà, Thanh đã rất tức giận vì cho rằng Hải Đăng có ý coi thường mình. Cô vùng vằng bỏ đi thì Hải Đăng giữ lại và việc đôi co giữa hai người đã xảy ra. Trong lúc tức giận, Thanh nhặt con dao trên bàn đâm nhưng bị bạn trai tóm được tay. Người này đã tát liên tiếp vào mặt Thanh rồi buông lời thóa mạ. Thanh buông dao xuống dùng vào vật lộn với Hải Đăng. Trong lúc vật lộn, Thanh nhặt được dao, đâm hai nhát vào ngực Hải Đăng, sau đó rời hiện trường khi thấy bạn trai lị đi trên giường. Thực sự lúc nhìn thấy máu, cháu đã rất sợ hãi. Nhưng nghĩ tới chuyện bị mọi người biết việc đi nhà nghỉ với bạn trai thì cháu còn sợ hơn, Thanh cúi mặt lý nhí. Thế nên, Thanh mới ngăn cản bạn trai chạy ra ngoài kêu cứu phải không? Chúng tôi hỏi, Thanh khẽ gật. Sau khi gây án, Thanh nhặt dao mang vào nhà tắm rửa sạch và cất trong túi sách. Sau khi rời khỏi hiện trường, nữ sinh lục ví của nạn nhân lấy 4 triệu đồng, sau đó phi tang toàn bộ giấy tờ tùy thân, sim điện thoại của bị hại và buôn cầu, hòng xóa dấu vết. Nhắc lại chuyện cũ, Thanh bảo đến giờ vẫn thấy sợ. Cô bảo, ngày mới bị bắt, cô đã thấy rất sợ hãi tới nỗi đêm không dám nằm ngủ cho dù hai mắt díp lại. Hình ảnh Hải Đăng nằm lịm đi cứ hiện lên trong đầu khiến Thanh chỉ dám ngồi dựa lưng vào tường, chập chờn ngủ. Các chị cùng buồng bảo cháu sợ thì cũng cố mà ngủ, không thì chẳng có sức mà hầu tòa đâu. Họ còn bảo cháu phải cố mà sống để bố mẹ yên tâm, nhưng lúc đó cháu sợ lắm. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu cháu lại hiện lên hình ảnh hãi hùng. Cháu không hiểu tại sao mình lại hung dữ như thế, Thanh kể.
Thanh là con gái lớn trong một gia đình buôn bán nên cô chỉ thích ở nhà bán hàng như mẹ. Cô không hứng thú với chuyện học hành nhưng mẹ lại nhất định không cho cô nghỉ học. Theo lời Thanh thì Hải Đăng không phải người yêu đầu tiên của cô nhưng lại là người đã khiến cô trở thành đàn bà trước tuổi. Người yêu trước hơn Thanh 5 tuổi là một thanh niên cùng xã nhưng công tác ở tỉnh ngoài nên rất ít khi gặp nhau. Thanh rất yêu người này và cả hai đã bàn nhau nếu Thanh đồng ý nghỉ học thì sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên, ý định này của Thanh đã bị bố mẹ cô phản ứng dữ dội. Họ không muốn Thanh nghỉ học lấy chồng, bà muốn cô kiếm được cái nghề để cuộc sống thoát ra khỏi quỹ tre làng dù biết học lực của con mình chỉ ở mức trung bình. Nhiều lần cháu xin nghỉ học, cháu tâm sự với mẹ rằng muốn lấy chồng rồi mở một cửa hàng tạp hóa như mẹ, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo muốn cháu được ra ngoài mở mang đầu óc, muốn cháu đi làm nhà nước, sống một cuộc sống nhàn nhã, Thanh kể. Chia tay mối tình đầu, trong sự nuối tiếc và cấm đoán của cha mẹ, sức học của Thanh giảm sút hẳn. Cô bảo rằng khi đó chẳng tha thiết gì học, cắp cặp đến trường để khỏi bị bố mẹ la mắng. Thanh giết thời gian bằng những trò chơi trên mạng và chat chít với những người cố kết bạn trên mạng. Đó là lý do Thanh quen Hải Đăng. Theo lời Thanh thì Hải Đăng là người từng trải, khéo nói và biết cách bù đắp những thiếu hụt trống vắng trong Thanh. Thanh cũng đã dự định, đã ước mơ rất nhiều khi biết anh này hứa sẽ giúp đỡ cô có việc làm sau khi học xong. Vậy nhưng lời hứa mua quà rồi không thực hiện của Hải Đăng đã làm cô gái trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường như Thanh hụt hẫng để rồi cả hai nhận được cái kết cục đau lòng. Nhắc lại chuyện cũ đau lòng lắm cô ạ. Hôm đó anh ấy gọi điện rủ cháu đi chơi, hứa mua cho cháu cái thẻ điện thoại. Có 20.000 đồng thôi mà anh ấy không mua lại còn bảo cháu phải đi như thế nhiều lần nữa mới được quà. Câu nói ấy làm cháu tổn thương, thấy mình bị coi thường, rẻ rúng. Giọng Thanh như nghẹn lại, cô cúi đầu im lặng, không nói tiếp nữa. Người thiệt mạng vì những lời hứa suông, còn Thanh vĩnh viễn vứt bỏ tuổi học trò hồn nhiên để khoác lên người tấm áo phạm nhân, đánh đổi 25 năm tù về tội giết người và cướp tài sản. Thanh kể rằng, ngày mới đầu về trại giam Quyết Tiến, cái gì cũng khiến cô lạ lẫm. Từ việc phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, ăn cơm sáng lúc tinh mơ, hay bữa cơm tối diễn ra ngay sau khi lao động buổi chiều về, đều quá sớm đối với cô. Thanh bảo, ở trong này, môi trường tập thể nên làm gì cũng phải khẩn trương, nhanh gọn để còn dành chỗ cho người khác. Ở nhà cháu bữa tối rất muộn, thường là 21 giờ vì đợi mẹ bán hàng xong, về nhà rồi cả nhà mới ăn. Nhưng hôm nào vào ngày lễ, Tết, khách đông thì mâm cơm được chuyển ra cửa hàng để cả nhà vừa ăn vừa bán hàng cho khách. Chưa khi nào gia đình cháu ăn cơm trước 9 giờ tối cả, Thanh nhớ lại. Tuy lịch sinh hoạt khác nhiều so với ở nhà, nhưng Thanh lại béo hơn. Mặc dù theo lời cô bé, thì cuộc sống trong này cái gì cũng chỉ vừa đủ. Nhắc đến bố mẹ, Thanh nước mắt lã chã, nét mặt đau khổ, hối lỗi. Giữa những thổn thức vì ân hận, Thanh cho biết bố mẹ đã chia tay ngay sau khi cô có án. Áp lực dư luận và những chỉ trích về việc nuôi dạy con gái đã khiến bố mẹ Thanh không thể tiếp tục chung sống. Mẹ cùng em gái về nhà ngoại rồi thuê ký ốt, sống hẳn ngoài chợ, còn bố Thanh đã lấy người vợ khác. Cô bảo, bố giờ lái xe thuê cho một công ty thức ăn gia súc, nên những khi chở hàng cho đại lý trên Tuyên Quang lại ghé thăm Thanh. Bố con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Thanh biết được nhiều thông tin về gia đình, người thân, để rồi nhận ra rằng chỉ có một con đường ngắn nhất để chuộc lỗi với mọi người là cải tạo thật tốt để sớm ra trại. Bố mẹ cháu chia tay, em gái ở với mẹ, còn em trai ở với bố. Bố lấy vợ, sinh thêm em nữa khiến bố càng vất vả. Lần trước bố vào thăm, cháu thấy bố gầy đi nhiều quá, tóc bạc hết cả, Thanh kể. Cô thú nhận đã khóc rất nhiều khi biết tin bố mẹ bỏ nhau. Thanh thương bố bây giờ phải nuôi con nhỏ, thương mẹ phải một mình bươn chải và ân hận khi biết tin em gái vì chuyện của Thanh đã nghỉ học giữa chừng. Bố vất vả nhưng cũng có gì để chia sẻ và tâm sự, chứ mẹ thì lăn lội sớm tối một mình, đau ốm cũng chẳng có người nâng giấc. Cháu thương bố nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ đến mẹ là trong lòng cháu thấy xót xa. Em gái cháu cũng vì không chịu được áp lực dư luận nên nghỉ học ở nhà. Mẹ càng khổ hơn vì vừa lo cho em, vừa lo cho cháu. Thanh kể, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Nhìn Thanh lúc này, chẳng ai bảo đó là cô nữ sinh giết người ngày nào, chỉ vì không nhận được chiếc thẻ điện thoại 20.000 đồng. Thanh bảo, ngày ra đứng trước vành móng ngựa, cô không khóc được vì quá sợ và đến giờ vẫn nhớ cái buổi hầu tòa năm ấy. Bố mẹ anh ấy không đến mà nhờ luật sư đại diện. Ngoài ra còn có anh em họ hàng của anh ấy tới dự. Họ không chửi bới, không khóc lóc hay hò hét. Nhưng ánh mắt họ khiến cháu cảm giác như muôn vàn lưỡi dao cứa vào da thịt mình. Nhớ lại, cháu vẫn rùng mình vì sợ, Thanh tâm sự. Những lời tâm sự của Thanh khiến chúng tôi có cảm giác
đó là lời nói của một người đàn bà từng trải, sau nhiều vấp váp, đau khổ đang sám hối, dằn vặt về tội lỗi của mình. Không còn bóng dáng cô học trò thường trốn học đi chơi, Thanh giờ đây đã biết nghĩ cho cha mẹ, nghĩ cho các em và nhất là gia đình nạn nhân khi bày tỏ mong muốn được một lần thắp nén nhang xin lỗi anh ấy tha tội. Hẳn là sau giây phút nóng giận bùng bột của năm xưa, giờ đây Thành đã nhận ra cái giá phải trả của mình thật quá sức tưởng tượng. Không chỉ mình cô phải sống cảnh tù tội, tâm tưởng lúc nào cũng dằn vặt, hối hận mà người thân của cô cũng bị liên lụy. Hỏi về dự định tương lai, Thành lại khóc và bảo rằng cháu sẽ cố gắng lao động thật tốt để năm nào cũng được giảm án, sớm trở về chuộc lỗi với mọi người. Cháu nợ nhiều quá. Vậy là Thanh, một cô gái đang độ tuổi hồn nhiên nhất, lại phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình đằng sau cánh cửa trại giam. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ. Đừng sa đà vào những mối quan hệ không đáng có, để rồi phải nói từ giá như. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như, thì dường như đều đã không còn lối để quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng như vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả, nhưng bản án lương tâm thì sẽ đeo đẳng, gây dày vò những kẻ phạm tội đến phút cuối cuộc đời. Đó cũng chính là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như, thì dường như đều đã không còn lối để mà quay về.